Ở trên đời ai cũng muốn giàu có đấy các con nha. Các con đi thế này là đang nằm trong chương trình kế hoạch làm giàu của mình, đúng không? Làm giàu cho mình và làm giàu cho đất nước. Công ty của anh Chính là có cái duyên, tạo duyên cho các con có cơ hội để làm giàu. Đi để trả nợ cho gia đình, cho cha mẹ, cho mình. Sang đấy để tích lũy để làm giàu, đúng không? Đó, đây, các con đang trong cái mong mỏi làm giàu. Ai cũng muốn làm giàu cả đấy. À, người trần gian không ai không muốn làm giàu. Các thầy chỉ trừ các thầy đi tu thôi. Các thầy vì không có mục đích như các con. À, các thầy không có mục đích, các thầy muốn làm giàu trí tuệ của các thầy và làm giàu phúc đức thôi. Thì các thầy không cần làm giàu và vật chất nữa. Tất cả những cái này của chùa chỉ là để phục vụ cho nhân dân. Thầy phải xây chùa to, phải có phương tiện này, phương tiện kia là để phục vụ cho mọi người, chứ không phải của các thầy. Các thầy không được phép mang những cái này về nhà. Tư hữu của mình không có, nghe không? Thế nhưng mà các con đã ở tại gia thì phải phấn đấu làm giàu. Thế thì bây giờ làm thế nào để được cái kết quả là giàu có đây? Đức Phật phát hiện khi Ngài chứng quả, Ngài đắc đạo, Ngài phát hiện ra có một cái nhân quả, cái nhân duyên để chúng ta giàu có. Thì Phật dạy, cái người biết bố thí giúp đỡ mọi người, biết bố thí cúng dường, giúp đỡ mọi người, nhé, biết cho ra, thì người này sẽ được cái kết quả là giàu có. Bố thí đấy, nhà Phật gọi là bố thí sẽ sinh giàu có tài sản. Cái người mà cả một đời mình không bao giờ biết bố thí giúp đỡ ai, bo bo kiệt xỉ, người này thật khó mà được kết quả giàu có. Có giàu đi chăng nữa cũng chỉ là nhất thời thôi, không bền lâu. À, không bền lâu nhá. Cái đây là nhân quả. Nhá. Chăm bố thí, cái bố thí nghĩa là gì? Bố thí gọi là cho ra. Bố tức là rộng rãi ra, bố cáo đấy là thông báo rộng rãi, bố là cho rộng, sẵn lòng, mở lòng mình rộng rãi ra. Thí tức là cho ra, thí tức là cho ra. Ai cho ra gọi là thí. Tất nhiên người Việt Nam mình cứ dùng chữ thí là giống như là thí cùi ấy, nghe không? Là nhưng mà cái chữ thí này đúng là nghĩa là cho ra. Cho ra thì cho với bậc bề trên như cho cha, cho mẹ, cho các thầy thì gọi là cúng, cúng dường. Ví dụ đây như vừa lấy anh Chính thay mặt công ty cái đây gọi là, đây cũng là bố thí, nhưng mà bố thí cho các thầy thì gọi là cúng dường. Cho bậc bề trên mình gọi từ cúng dường cho trân trọng. Thế còn cho với người ngang hàng với mình và dưới mình, ta gọi là bố thí, nghe không? Cho ăn mày, ăn xin, người nghèo, người khổ, người tật, người bệnh, đấy gọi là bố thí. Nhưng chung một cách nó đều là thí cả, cho ra. Cái người biết cho ra đó thì sẽ được cái quả là sẽ có tài sản. Tài sản sẽ được sung túc, không kiếp này thì kiếp sau. Nghe? Đó, các con nhớ nhỉ? Thế còn cái người không biết cho ra mà lại còn đi ăn trộm, ăn cắp, lấy của người khác về mình, lấy một cách phi pháp, trộm cắp, phi pháp, thì người này quả báo đời đời kiếp kiếp nghèo khổ, sinh ra cái kết quả là nghèo khổ. Đấy, cho nên các con thấy mấy anh làm nghề ăn trộm ăn cắp đấy, 60-70 cái đứa đầu gấu mà thầy đã vừa nói chuyện lúc đầu đó, chẳng đứa nào giàu cả, mà nó cũng vào, có đứa vào nghề 10 mấy 20 năm, vì người ta gọi là của thiên lại giả địa, móc túi người này rồi thì nó có cái của phi nghĩa mà. Cho nên các cụ nhà mình ngày xưa dạy là của phi nghĩa bất thủ, nghe à? Của tài phi nghĩa bất thủ, tức là của phi nghĩa, tức là nó không chính đáng, không được giữ, không được lấy. Lấy cái của phi nghĩa nó không bao giờ ở với mình lâu dài, nó còn gây họa cho mình, mang nó về là mình sẽ bị họa luôn á. Và nó là cái đồ nóng, nó về tay mình cái nó lại phải đi ngay đấy, nó còn nhớ nhé. Cho nên của phi nghĩa bất thủ, không giữ, không lấy, à, không lấy này, nó không chính đáng, rất nguy hiểm. Cho nên Phật dạy, ai khởi cái tâm trộm cắp lấy của người phi nghĩa, người ta cho mình thì không sao, nghe không? Nhưng mà mình, người ta không cho mình trộm cắp móc túi lấy của người ta là lấy phi nghĩa, thì người này quả báo nghèo khổ, sinh ra kết quả là nghèo khổ. Cho nên giờ các con nhìn trên đời ấy, chúng ta mở mắt chúng ta nhìn cuộc đời này, tại sao chúng ta thấy có những người sinh ra vào nhà rất giàu có, đúng không? Nó sinh ra làm con ông vua dầu lửa, con ông tỷ phú Bill Gates, con ông tỷ phú gì đấy, nhiều nhiều lắm. Đấy, con ông tổng thống, bây giờ con ông Donald Trump chẳng hạn đấy, mấy chục tỷ đô.
Giờ có đứa sinh ra làm con anh Phạm Nhật Vượng ở Việt Nam này, tỷ phú giàu nhất Việt Nam đấy, Phạm Nhật Vượng đấy, đúng không? Con anh Vũ Văn Tiền đấy, rất nhiều tiền đấy. Nó sinh ra làm con ông Tiền, vì ông Tiền ông chơi thầy mà. Ông chơi thầy cũng trong họ thầy đấy. Nên thầy bảo đúng là anh, ông cụ nhà anh đặt ra tên hay thế, đặt là Vũ Văn Tiền. Sinh ra ông lắm tiền lắm. Nhưng mà những người tâm ta rất thoải mái con ạ. Đúng thật, thể đến những người giàu. Đấy như là Bill Gates mà. Nó bảo là tài sản của nó bây giờ bao nhiêu tỷ, mấy chục tỷ như thế. Nhưng mà anh sẽ chỉ để cho con anh có mấy phần trăm thôi. Còn lại anh làm từ thiện hết. Thế còn một chàng thanh niên nữa, thanh niên là chủ của Facebook à? Facebook đấy. Mấy chục tuổi, có sinh năm mình như 84 đấy. Đấy thì anh cũng nói tài sản của anh cũng dành 99% làm từ thiện công đức hết. Chỉ để cho con với gia đình 1% thôi. Đấy tâm các con thấy không? 99% tài sản của anh bảo để dành cho từ thiện hết. Tài sản anh giờ là mấy chục tỷ, mấy chục tỷ đô, 37, 38 tỷ đô. Kinh khủng. Đấy. À, mình Việt Nam giàu như anh Vượng mới có khoảng 2 tỷ đô thôi. Chưa bao nhiêu. Đây nó 30 mấy tỷ. Đấy. Mà dành hết làm từ thiện công đức hết. Đấy. Cái tâm người ta như thế thì kiếp sau người ta sinh ra người ta lại giàu. Anh hiểu không? Lại giàu có. Đấy. Đấy. Cho nên chúng ta nhớ bố thí, cúng dường, giúp đỡ mọi người sẽ cho ta phước báo giàu có. Thế còn mình không biết bố thí cúng dường mà đi ăn trộm, ăn cắp của người nữa. Làm sao giàu? Đấy, thầy ngồi với gần 60 đứa, chuyên hàng ngày không làm, chỉ đi có móc, giật và cướp. Nó có giàu đâu, không một đứa nào giàu cả. Không một đứa nào giàu cả. Kết quả cuộc đời nó không nào giàu. Đã. Và bây giờ đã một số đứa biết quay về, bỏ cái nghề đi quay về, con đường lương thiện. Đấy, nhé. Cho nên đây các con nhớ cái nhân quả thứ hai Đức Phật phát hiện ra, à, người sống biết giúp đỡ mọi người, biết thương yêu giúp đỡ mọi người, hay sẵn sàng bố thí kể cả tài sản của mình. Đây thầy kể con nghe hồi thầy còn nghèo á, nhưng mà thầy nhìn thấy một người ăn xin ăn mày, thầy cũng sẵn sàng để cho, mà cho với cả tấm lòng mình chứ không phải cho mang tính chất khinh thường người ta đâu, rất trân trọng luôn đấy. Nghe đấy, có một lần mà hồi thầy còn đang công chức, 26 Tết được nghỉ về, thầy hồi còn chưa có tiền mua xe máy, đi cái xe đạp thôi. Đi dọc đường thì thấy bà già, bà bán lồng bàn rồi là thùng rổ giá đấy. 26 Tết rồi, bà vẫn cứ đi gánh, mà bà phải đến bảy mấy rồi. Trông lụng khủng thương lắm. Thế thầy mình ghé lại, thầy bảo cụ ơi, cụ quê đâu? Bảo tôi quê Nam Định. Mà thế sao hôm nay cụ vẫn chưa về ăn Tết à? Bảo tôi về Tết gì, nhà cửa đâu có đâu. Mà thế cụ ngủ đâu, cụ ở đâu? Tôi ở ngoài cái chợ Kim Giang, Hà Nội. Tối tôi vào đấy tôi ngủ. Thầy thương quá, cảm động. Thế bảo thế giờ cụ thế con bán rồi, hôm nay đi chẳng bán, Tết nhất chẳng còn ai mua, người ta mua hết từ mấy hôm trước rồi. Thế bảo thôi cụ bán hết cho cháu. Thầy mua hết tất cả rổ giá, coi như là lồng bàn lồng biếc của bà cụ. Thì chẳng hết tên xe đó, thì cuối cùng còn mấy cái không chẳng đâu, phải đội lên đầu. Thế mà thầy rất vui, sao còn biếu tiền cụ nữa, thì được tiền thưởng Tết đấy mà. Thầy biếu cụ thêm mấy trăm nghìn nữa. Thế sau đó là thầy đội rổ giá rồi lồng bàn lên đầu, thầy cứ đạp xe thầy đi giữa phố Hà Nội, thầy chả xấu hổ gì cả. Ai nhìn mà kệ. Nhưng thầy nghĩ mình làm được một cái việc thiện mình rất là vui. Và thầy mang toàn bộ cái rổ giá lồng bàn các thứ đấy đấy, thầy đến chùa Một Cột đấy, thầy cúng cho cụ Hòa Thượng Thích Thanh Cẩn ở đấy. Cụ giờ mở cửa ra, cụ nhìn thấy thầy cũng giật mình, mà sao đây chú ăn mặc lạ, chú lại lạ thế này. Bảo không, đây con bạch cụ, đây con mua giúp cho cái cụ già kia đấy. Đấy, mua cho người ta để cho cụ đỡ khổ, cũng là một cái hình thức mình giúp, rồi biếu tiền ta. Tức là thầy tự xét là bản thân thầy từ bé giờ cái thiện tâm rất là nhiều, thương người nghèo khổ, sẵn sàng giúp đỡ, nhiều khi nhịn phần ăn mình cho ta không tiếc. Cái hồi thầy còn sinh viên ấy, nghèo lắm, những cái năm là năm tám mấy, ở đây các con nhiều đứa chưa đẻ đâu, năm 83, 84. Có mỗi thầy có một cái mền, cái chăn gọi là chăn của quân đội ấy, nó mỏng này này, để đắp mùa đông thôi. Của ông anh trai thầy, ông đi lính về ông cho. Thế hôm thầy đi qua chùa Quán Sứ thì nhìn thấy một bà già, bà nằm ở góc vỉa hè chùa Quán Sứ đấy, run rét, có cái chiếu, đắp cái chiếu. Thầy mới hôm nay đi học ngoại ngữ về mới ghé vào, nhìn thấy cụ nằm đấy thương quá. Thế thầy mới hỏi cụ ơi, sao cụ rét thế này? Cụ vào phía trong chùa cụ nằm mà không, các thầy ở trong đấy cống đóng cửa không cho vào. Thế mà cụ rét thế này sao? Bảo ồ tôi rét lắm,
thôi không, cũng phải chịu thôi chú ạ. Thế là thầy tức tốc đạp xe về tận trường kinh tế, thầy lấy cái mền của thầy đấy mang lên ngay luôn đó. Trong tối hôm mới lên biếu cho cụ, cụ đắp đấy. Đấy thì các con nhé, đây thầy kể chuyện là chuyện thật của thầy. Thầy mong trong các con hôm nay cũng sẽ phát sinh những cái hạt giống này, biết thương yêu, biết giúp đỡ mọi người, nghe không? Với lòng chân thật, không phải mình làm màu, không phải đánh bóng, nghe không? Mà đấy là thật tâm mình. Tất cả đối với đạo Phật là cái gì nó cũng phải thật các con ạ. Vì nhân thật thì quả mới thật. Có ai trồng hạt lúa bằng nhựa mà ra được cây lúa thật không các con? Không có, phải hạt lúa thật, đấy là nhân thật mới ra kết quả thật, nghe không? Bây giờ mình tâm mình thương người bố thí là phải chân thật như vậy nhé, phải thật lòng mình tự xét mình. Người ta gọi câu là gì? Ăn mày là ai? Ăn mày là ta. Đói cơm gì? Rách áo hóa ra ăn mày. Mình cũng là ăn mày nếu mình đói cơm rách áo, vâng, mình hết đấy. Còn bây giờ mình phấn đấu vươn lên thì mình thoát không ăn mày thôi, chứ còn mình lười biếng rồi mình cũng có thể trở thành ăn mày. Mình xa cơ lỡ vận mình cũng có thể trở thành ăn mày đó. Thế cho nên khi thế mình đồng cảm thì các con thương người ta và giúp người ta với cái tâm chân thành, nghe không? Đấy, cho cái nhân quả thứ hai Phật dạy, muốn giàu có, muốn có tài sản thì lại phải biết bố thí, biết cúng dường, biết làm phước giúp đỡ mọi người nhé. Cho nên ở đây thầy khuyên các con này, bây giờ thì các con còn nghèo, phải đi lao động này là mình đang còn nghèo, đang phải lo để làm để trả nợ, nghe không? Nhưng các con đi sang Nhật Bản lao động, ví dụ được bây giờ được 10 triệu đồng tính ra tiền Việt một tháng hay 20 triệu đồng một tháng chẳng hạn. Các con phát cho thầy cái tâm trích ra, mỗi tháng con xin gửi cúng chùa, cúng Phật 20.000 đồng, 20.000 đồng cũng được, nghe không? Trong kinh Phật dạy cho các thầy này này, người khôn, người có trí đấy, thì tài sản mình làm được phải biết chia ra làm mấy phần. Thứ nhất ấy, là để tái sản xuất, thu được cái phần lợi nhuận ấy, một phần để dùng tái sản xuất đầu tư và đầu tư mở rộng. Thứ hai là để nuôi bản thân và nuôi gia đình. Thứ ba là để biếu bố biếu mẹ, vì bố mẹ sinh ra mình phải báo hiếu bố mẹ. Thứ tư là để cúng dường Tam Bảo, vì Tam Bảo là ruộng phước điền bậc nhất. Thứ năm là để giúp đỡ bố thí cho người nghèo khổ. Đấy, đấy, thế thì năm cái này ai biết chia ra làm năm phần này thì người này một đời sẽ tốt đẹp nhé, chứ không phải làm được đồng nào xài bằng hết, nghe không? Có xài cũng phải xài trong kế hoạch của mình đấy. Chùa Ba Vàng thế, nhưng thầy chi tiêu nó kế hoạch rất rõ ràng, từng cái gì cái phải rõ ràng, chứ nhiều khi các con quản lý tài chính của mình có khi còn rất dở và làm khi hứng lên là một bữa nhậu là hết thôi rồi, nghe không? Không tính toán gì cả thì cái người này là tài chính bấp bênh, thế là không được. Cho nên là Phật còn dạy các thầy chi tiêu như thế nhé, thì các con cũng phải học. Thầy chỉ xin các con là trong cái số tiền làm việc đấy, con sẽ cúng ra 5.000, 10.000 đồng, con làm phúc cho đời con. Phải tích lũy phúc báu con ạ, không tích lũy không bao giờ có. Cho nên ấy, có nhiều người thầy đi từ thiện, họ rất nghèo thầy đi từ thiện, thì cho họ tiền nó, cho họ hàng triệu, mấy triệu. Nhưng sau đó thầy lại bảo bác phát tâm, bác cúng lại cho chùa mấy chục đi, hiểu không? Cũng là tiền của thầy thôi, nhưng mà khi tự tâm họ lại vâng thôi con biếu lại thầy 100 chẳng hạn, cúng Phật cho con, thì trong tâm họ sinh ra được cái hạt giống, gọi là gieo được hạt giống biết bố thí. Chứ cả đời người ta không bao giờ biết bố thí, người ta bảo chỉ có mọi người cho mình thôi chứ còn mình không phải cho ai, tức là luôn luôn chỉ biết nhận vào không biết giúp ai. Thì thầy đi từ thiện, thầy phải giúp cho họ biết bố thí trở lại. Và bắt đầu từ hôm nay trong tâm họ có hạt giống biết bố thí, biết chia sẻ, biết cho ra. Và sau này các con dạy con của các con cũng thế nhé. Đối với gia đình nhà thầy là các cháu, thầy bé tí có tiền quà là thầy đã biết dạy bỏ vào con lợn. Phải trích ra mẹ cho 10.000 ăn quà sáng, biết bỏ ra đấy 1.000 cho thầy để làm công đức gửi về chùa. Từ bé nó đã biết làm phước rồi, biết cúng dường rồi, nhất khoát lớn lên nó sẽ có phước báo, là nó sẽ không nghèo khổ. Đấy, cho nên các cháu thầy cũng thế, nó lớn lên đứa nào nó cũng thanh đạt. Đấy, nó có cái phước, nghe không? Cho nên đây hôm nay thầy nói kinh nghiệm, các con cứ tin nhân quả cho thầy. Đúng, Phật dạy là nhân quả đấy. Mình sẽ dạy con mình, dạy cháu mình, hay gửi tiền về cho bố mẹ để trả nợ nhé. Bố mẹ mình đang mắc nợ đây,
nợ hàng trăm triệu gửi về, nhưng mà con gửi về cho mẹ này 30 triệu này á, nghe không? Mẹ mang ra chùa, mẹ cúng cho chùa cho con 50 hay 100 để cho bố mẹ mình cũng phải biết bố thí cúng dường, thì bố mẹ mình sẽ dần dần thoát nghèo. Chứ không phải chỉ biết nhận đâu. Các con nhớ này, đồng tiền trần gian nó là cái vật phù du mà, nay ở tay người này, mai sang người khác. Có phước ấy thì nó tụ đến mình, vô phước nó sẽ tán đi hết. Mà con biết là vô phước thì Phật bảo vô phước nhân quả lấy đi bằng hết. Bị bệnh bằng cái là hết tiền, bị tai nạn cái là hết tiền, đúng không? Các con bây giờ bị tai nạn cái thôi, hết tiền rồi. Bây giờ chấn thương sọ não làm đấy thôi, cảm đời khổ, bao nhiêu tiền hết, làm được mấy trăm triệu hết. Đấy. À, Phật còn nói thế này, cái người mà giữ, gọi là lấy của bất chính ấy, phi nghĩa đấy, sẽ bị bảy nhà nó đến nó đòi bằng hết. Bảy nhà là gì? Nhà phía nước là tai nạn. Tai nạn là một cái loại nhà đến đòi nợ mình. Thứ hai là bị bệnh tật. Rồi, đấy, các con thì khổ sở về tiền bệnh, đúng không? Ừ, khổ lắm đấy. Thầy đi vào bệnh viện, thầy thấy nhiều nhà không có tiền chữa bệnh, rất khổ. Làm cho sạt nghiệp luôn đấy chứ. Đấy là một là tai nạn, hai là bệnh tật, ba là con bất hiếu. Thế là các con sinh ra những đứa con nó bất hiếu, nó sẽ phá hết tài sản của các con. Con của mình đẻ ra ở trong nhà, gọi là giặc trong nhà đấy. Nó biết mình tiền để đâu, nó móc bằng hết. Nó lại đi chơi bời, nó cờ bạc, nó nghiện ngập, nó lấy bằng hết thôi. Thế là con bất hiếu cũng đòi nợ mình, phá hết tài sản mình. Thứ tư là bị nước cuốn trôi. Đấy, lũ đấy, bị lũ đấy. Những cái dân ở vùng lũ là bị cái nạn này đấy, trôi bằng hết. Thứ năm là bị lửa cháy. Đấy, cái quán karaoke vừa rồi bị lửa cháy, cháy hết, rất nhiều quán. Ở Sài Gòn với mấy chỗ cháy cây xăng nào, lửa cháy cũng mất tài sản hết. Nước trôi, lửa cháy là hai nhà nữa, thành ra là năm rồi. Thứ sáu là bị cướp, giặc cướp nó lại đến nó lấy lại của mình, trộm cắp nó lại đến lấy lại của mình. Và cuối cùng thứ bảy ấy là bị vua quan tịch thu, bây giờ mình gọi là nhà nước đấy. Tài sản của mình phi nghĩa, người ta sẽ đến ta tịch thu, đúng không? Đấy, bao nhiêu như là vừa rồi chúng ta thấy như ông, mấy ông đó cũng bị bắt đấy, tịch thu lại hết, trắng tay. Thế cho nên cái của phi nghĩa bất thủ, Phật dạy chúng ta mà lấy của phi nghĩa thì càng khổ, không bền nhé. Thế thì giờ các con không lấy của phi nghĩa mà lại biết bố thí, biết cúng dường, nghe hôm nay nghe Thầy Thái Minh chia sẻ này, ta phải về, ta phải tính ngay, đây là nhân, đây là quả, Phật dạy mình phải tin, đúng không? Chả dạy gì không gieo cái nhân này đi. Mình có hạt giống đấy rồi, có hạt giống là bắt đầu mình hiểu biết rồi, đấy là hạt giống đấy, hạt giống hiểu biết. Giờ mình sẽ gieo cái nhân này, nghe không? Nhá, mình sẽ gieo, dù mình nghèo, Thầy nói thế này này, trong kinh Phật dạy này, không ai nghèo đến nỗi mà không có cái gì để bố thí cả. Dù các con không có một đồng ở trong tay, Thầy nói vẫn còn có cách bố thí cơ mà. À, Phật còn dạy mà, nếu mà các ông á, không có nghèo đến nỗi, chẳng ai là nghèo nỗi không có ghét. Các con có ghét không? Cái ghét của mình này này, kỳ ở da ra ghét này, lấy cái ghét của mình mà cho mấy con giận, con cháy nó ăn ấy, cũng là bố thí, cũng vẫn có phước. Chẳng ai mà nó nói nghèo thì nó không có ghét cả, đúng không? À, trong kinh còn dạy các thầy này, các thầy đi tu, các thầy không có tiền, nhưng mà thầy bảo thế thì ông nếu mà có giận ấy, thì ông cào mấy cái ghét của ông ra, ông cho mấy con giận bỏ vào ống cho nó ăn, đấy, cũng là bố thí cho nó ăn đấy. À, cũng gieo được cái phước lành một tí. Chẳng ai nghèo đến nỗi không có nổi mấy hạt gạo cho mấy con kiến ăn, đúng không? Đây Thầy nói vui thế thôi, còn những cái việc giúp khác nghe, chúng ta sẽ làm được nhiều việc đấy. Thầy tự xét Thầy ấy, cũng là cái nhân Thầy rất chăm bố thí, từ bé đến lớn Thầy rất chăm bố thí, chăm giúp đỡ lắm, cho nên giờ Thầy được cái công trình như này cũng là mọi người ủng hộ lại Thầy, phước của mình, nghe không? Cho nên tất cả con phải nhớ cái thứ hai chúng ta mong cầu là cầu có tài sản. Muốn có tài sản thì chúng ta phải biết bố thí cúng dường làm phước nhé. Đừng ai ở đây hôm nay nghe Thầy Thái Minh dạy rồi về, đừng ai keo kiệt bọn sẻn nữa, nghe không? Sẵn sàng sống vui vẻ. Cho nên các cụ nhà mình ngày xưa có câu nói hay lắm, sởi lời trời, trời cởi trói cho, mà so đo thì trời co dây lại. Đúng không? Mà Thầy kể câu chuyện rất là vui ở chùa Thầy này, cũng trong cái chuyện này, trong mục này. Khi Thầy về chùa Ba Vàng, Thầy tính mở cái con đường lên chùa mà các con đi vừa sáng nay đấy, Thầy vất vả lúc mà Thầy tiền không có. Thế thì Thầy phải đi làm việc với dân, Thầy đi qua đất của dân.
Thế thì thầy gặp mấy nhà, thầy nói là thôi cho thầy xin một ít mét đất để thầy mở đường. Nghe không? Mở đường. Thì tất cả các hộ dân họ hoan hỉ lắm. Mở đường lên chùa họ cúng ngay. Riêng có nhà cái ông này, đây là chuyện thật đấy, ngay dưới chân chùa đấy. Thế thầy đến thầy làm việc với ông 5 lần 7 lượt. Bảo thôi ông hoan hỉ giúp nhà chùa đi. Thế không thì thôi thì cứ cho nhà chùa mở, rồi mở đường xong nhà chùa sẽ, bây giờ chưa có tiền, sau này có tiền thầy sẽ trả nợ ông dần. Nhưng ông khăng khăng không chịu và đòi rất là cao, mà phải trả tiền ngay mới cho mở. Thế giờ thầy lúc ấy là thầy bế tắc luôn đấy. Mãi về sau thầy mới vận động được thêm mấy hộ dân này, thầy mới mở con đường đi bây giờ. Đấy. Thế thì khi thầy mở xong con đường, đến bây giờ thì gia đình ông rất là tiếc. Ông thấy đường xe như thế, rồi xe cộ lên chùa tấp nập, và có những nhà được hai đất là hai phía mặt đường, thầy đi qua mà. Cho nên nhà ông rất là tiếc, tiếc lắm đấy. Thế cho nên thầy bảo đúng, ông vì ông so đo, cho nên bây giờ ông thiệt chưa? Nhưng ông chết rồi, năm kia ông chết rồi. Rất là tiếc đấy. Đây là dại. Bây giờ cái đất mà thầy mở đường qua đây là nó đắt lên giá gấp bao nhiêu lần? Chứ cái đất nhà ông kia thì không có đường đi qua, làm sao đã bằng giá bằng nhiều mấy nhà này được? Đấy, thế cho nên các con thấy so đo tính toán hơn thiệt ý, thì mình lại bị thiệt thòi, và mình chắc lép quá, mình gọi là ích kỷ, tính thiệt vô cùng. Thực ra ở đây thầy nói trời ông rất công bằng, ông không bao giờ ông lấy của mất không của mình gì đâu, nghe không? Trời đất nó có tính công bằng, đền bù là như vậy đấy, đền bù, nghe không? Ở đây thầy nói các con này thôi, giống như trong nhà mình thế, mình là anh chính, đây là cha là mẹ này. Mình sinh ra mấy đứa con, đứa nào nó khù khờ thì mình lại phải thương nó nhiều hơn, nó dại phải thương hơn, đúng không? Ông rời ông cũng thế đấy, nhé. Mình mất rồi rời lại cho mình cái khác, không bao giờ mà lấy hết của mình đâu, rời có mắt mà, nhé. Đấy là cái hôm nay thầy chia sẻ cái nhân quả thứ hai, và cái này nó đang gắn với các bạn rất nhiều. Thì các thầy mong các bạn đợt này đi lao động ở Nhật ấy, với cái thiện tâm mình như thế, biết làm phúc, biết cúng dường, và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nghe không? Cái thứ ba, cái điều thứ ba là Phật dạy muốn gia đình hạnh phúc, nghe không? Thì các con phải gieo cái nhân chung thủy, nhé, chung thủy vợ chồng. Đấy, thầy nói như vợ chồng anh Chính trong các con thấy rất đẹp đôi. Thầy cũng hy vọng là vợ chồng anh sẽ là hạnh phúc trọn vẹn, nha. Làm lợi ích cho nhiều người. Đấy. Để gia đình được êm ấm hạnh phúc thì mỗi người chúng ta phải gieo cái hạt nhân chung thủy. Người này sống nguyện chung thủy với người kia chung thủy với người này. Nhá. Cái này các con phải tu, cái chỗ này phải tu đấy. Bây giờ thì là thời nay tu chữ này hơi khó. Đúng không? Nhất là mấy thanh niên trẻ đẹp trai kia là. Cho các con phải, nhưng vẫn phải tu. Cái chữ chung thủy muôn đời, thời nào người ta cũng quý cái người chung thủy. Đấy. Người chung thủy bao giờ cũng được quý, trung chính tiết liệt bao giờ cũng được quý nhé. Cái nhân thứ tư đó là cái nhân được tín nhiệm, được mọi người yêu quý, được mọi người giúp đỡ, được có người ta gọi là có quý nhân phù trợ, thì chúng ta phải gieo cái nhân là sống chân thành, ngay thẳng và chân thành. Người sống ngay thẳng chân thành ấy, chân thật ấy, bao giờ cũng có quý nhân phù trợ. Bao giờ đây là thầy nói cái luật ở trên trời này như thế đấy nhé. Còn người mà lừa lọc, dối giá, không bao giờ có quý nhân phù trợ. Cái người gian dảo lừa lọc bao giờ cũng sẽ bị cái quả báo xấu. Có thể được cái gì đó trước mắt, nhưng cái đó đều không bền vững. Cái nhân của gian dảo lọc lừa, gian dối hay dối trá lọc lừa mọi người, quả báo là không vững bền. Và mình cũng sẽ bị lừa dối lại. Nghe không? Cho nên thầy rất mong các con ở đây, cái này nó là đạo đức thôi. Chúng ta bắt đầu phải sống chân thật. Nhất là cái thời buổi kinh tế thị trường thế này, con người ta cũng rất dễ lừa nhau. Wow, ta lừa nhau kinh lắm. Nhiều khi anh em ruột thịt cũng sẵn sàng lừa dối nhau, lừa gạt nhau. Nhưng mà chúng ta thấy nó mất mát rất nhiều, vô cùng là mất mát. Tại sao thầy nói cả chùa thầy hàng trăm chư tăng chư ni, nhưng mà như là một cơ thể, không ai lừa dối ai. Thầy xây cả cái chùa này mà thầy chẳng có phải coi như là một cơ quan để kế toán tài chính gì cả, chỉ có mấy thầy trò thôi. Thầy chả bao giờ phải lo giao tiền cho các sư nào đi công việc nào, yên tâm, chả bao giờ sợ mất mát cái gì cả. Làm gì đúng cái đấy. Đấy, nếu xây cái chùa này cũng là phải một công ty lớn đấy mới đứng ra xây nổi, và phải bao nhiêu bạn bè. Nhưng mà thầy thì không có nhiều bạn bè thế.
Đấy, chỉ mấy thầy trò quản lý với nhau. Đấy, là vì các thầy tin nhau, các thầy đi tu, các thầy tin nhau, không ai lừa lọc ai. Đấy, ông Nghĩa thì chẳng bao giờ ông dám lừa dối thầy. Và thầy giao cho ông tiền tỷ, thầy cũng không bao giờ thấy lo. Con nào chân thật với nhau. Cho nên thầy nói đấy, cái chân thật là cái hạnh phúc lắm đấy các con ạ. Và vợ chồng sống với nhau cũng chân thật, anh em sống với nhau chân thật, bạn bè sống với nhau chân thật. Cho nên thầy nói là ở đời này biết sống chân thật là rất hạnh phúc. Khi mình phát hiện ai lừa dối mình ấy, nó đau khổ vô cùng. Đúng không? Mình đang tin tưởng người này mà người lừa dối mình, đau khổ, chết đi được. Rất bất hạnh. Đấy. Cho nên các con hãy phấn đấu nhé. 168 bạn này sẽ cố gắng phấn đấu đưa cho thầy hai chữ chân thật vào lòng mình. Nghe không? Phấn đấu. Chúng ta sống với nhau chân thành, chân thật với nhau. Wow. Có gì nói như thế. Wow. Việc, sự việc nào mình nói đúng thế. Tin được nhau, thầy nói khi đã tin nhau được rồi thì là có tất cả đấy con. Cho nên có lòng tin là có tất cả đấy. Có đúng không? Các con sở dĩ sau này có ai công tác ở cơ quan xí nghiệp nào cũng thế, mà mình được ông sếp, ông tin cẩn mình rồi là mình sẽ được. Ông không tin mình nữa là mình mất đấy. Chắc chắn như vậy đấy. Đúng không? Người ta cất nhắc cũng phải cái người có lòng, người ta tin chứ, tin tưởng. Người ta mới cất nhắc. Thế thì tại sao mình tin, mình phải chân thật với người ta, phải trung thành với người ta. Còn mình cứ xảo trá, điên đảo, phải không? Lật lọng, gian dảo, không ai dám dùng mình. Đó, mà cái người ấy quả báo bao giờ cũng xấu. Đi đâu rồi cũng sẽ có người người ta tẩy chay. Cho nên các thầy, các muốn khuyên các con là sao? Các con hãy tu thầy cái đức chân thật, chân thành. Nhá. Sống chân thật, chân thành. Tất nhiên, ấy, cái tật giả dối trong mình nó còn có, nhưng mà sẽ phải quyết tâm đánh bại nó đi. Để mình sống với cái chân thật là phần nhiều. À, 100% thì phải được chân thật 80%. Ít nhất phải phấn đấu thế, phải chân thật. Chứ bây giờ chỗ nào mình cũng giả dối, kết quả của những người giả dối rất là khổ. Kết cục của đời bao giờ cũng là đau khổ. Mất hết, giả dối là mất hết, mất lòng tin là mất hết mà. Nhá. Đấy, cho nên thầy mong các con hôm nay đến chùa Vàng, Phật dạy cái nhân quả, để được mọi người yêu quý mình, tín nhiệm mình, dùng mình, phải không? Mình phải gieo cái nhân chân thật, sống chân thật, không lừa dối, không gian dảo với ai, không ác hại, lừa lọc ai nhé. Này, thầy mong thế, các con muốn xây dựng tình bạn cũng thế. Tình bạn của mình có được bền vững không? Phải căn cứ trên cái sự chân thật với nhau. Chứ trong bạn bè mà giả dối nhau thì tan ngay, phát hiện cái tan ngay. Vợ chồng mà giả dối với nhau thì cũng sẽ tan vỡ gia đình. Mọi cái nó phải xây dựng trên cơ sở của sự thật. Trên đạo Phật của thầy cũng gọi là đạo của chân thật. Đức Phật thấy thế nào, Đức Phật nói thế. Ngài tu, Ngài thấy thế nào, Ngài nói cái mọi cái nó như thế đấy. Nhân quả Ngài thấy nó thật như thế, Ngài nói như vậy. Hiểu không? Nên các con hãy sống chân thật. Sự thật là vô giá trên đời này. Hiểu không? Không có cái gì mạnh bằng sức mạnh của sự thật. Tiếng nói của sự thật là sức mạnh nhất. Các con ạ. Đấy nhá. Và cái điều nhân quả thứ năm mà ai cũng mong mỏi, đó là mình được sáng suốt. Tức là gọi là sáng suốt có trí tuệ. Thì muốn có trí tuệ sáng suốt, các con phải chăm học hỏi. Cái nhân là phải học hỏi đấy. Để hôm nay anh Chính anh cho đi thế này là đi học hỏi đây này. Lên chùa đi một ngày đường học một gì sàng khôn, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Hôm nay lên chùa Vàng học thêm được khối thứ. À, mình mở được trí tuệ, chăm học hỏi và tự mình nâng cao kiến thức cho mình là mở được trí tuệ. Thứ nữa là gì? Có một cái nhân nữa là làm cho mình bị suy giảm trí tuệ. Thì bây giờ ta phải bỏ cái nhân đấy. Cái nhân làm cho mình suy giảm trí tuệ là nghiện ngập. Nhá. Nghiện mấy cái thứ độc này này. Rượu là một, ma túy là hai, cờ bạc, nghe không? Rồi một số các cái trò chơi mà nó không lành mạnh bây giờ đấy. Nhá. Hút hít những cái thứ này nọ, các thứ đấy, nó đều làm cho mình suy giảm trí tuệ. Đặc biệt nhất là rượu và ma túy. Thì Phật nói vì rượu nó đốt cháy trí tuệ, ma túy làm lu mờ trí tuệ. Thì những cái này nó làm mất trí tuệ thì các con làm sao sáng suốt thông minh được nữa, nghe không? Cho nên bây giờ một mặt đấy là mình phải chăm học hỏi. Thứ hai là bỏ hẳn, dứt hẳn cái chuyện nghiện ngập. Nhá. Người mà nghiện ngập, bê tha, không học hỏi thì người này nhất khoát là ngu si. Đời đời kiếp kiếp sinh ra ngu si. Đấy. Tại sao các con nhìn ở đời có một số cháu sinh ra đời nó ngu ngay từ bé đấy. Bị đau á, người ta gọi bị đau đấy. Ngây ngây ngô ngô mà các con thấy thằng đau nào cũng giống nhau không? Nhìn mặt đứa nào đau là giống hệt nhau luôn. Từ ở miền Bắc hay miền Nam, nhìn mặt đau là biết ngay quả báo đấy, giống nhau.
Cái anh này kiếp trước là toàn nghiện ngập thôi, cho nên kiếp này sinh ra quả báo bị đau. Mình thì cứ nói là tại người mẹ thế nọ thế kia, lúc mang thai hay chất độc da cam này nọ, nhưng không phải, nó có nghiệp riêng của cái người này. Phải bị ngu si cho nên sinh ra sẽ có cái tướng của người đau. Nha. Đấy, người đau thì có biết rồi, có ai ta dùng vào việc gì đâu, không có trí tuệ, chỉ biết vài việc thế thôi, biết ăn, biết gọi là vệ sinh, ngây ngô. Đấy, nhé. Thế thì để có trí tuệ sáng suốt, phải gieo cái nhân chăm học hỏi, rèn luyện và tránh xa nghiện ngập, chớ dính vào nghiện ngập, nha. Những cái nghiện ngập không tốt đấy. Đó, thì bây giờ Thầy nói các con năm cái này ai cũng mong, ở đời ai cũng mong, người ta gọi là năm phúc, ngũ phúc. Ngũ phúc một là sức khỏe và tuổi thọ, thứ hai là của cải giàu có, thứ ba là gia đình hạnh phúc, thứ tư là danh dự uy tín, và thứ năm là thông minh trí tuệ. Thế gọi là ngũ phúc đấy. Bàn tay mình có năm ngón là tượng trưng cho ngũ phúc đấy. Ai cũng muốn đủ năm ngón, chả ai muốn cụt ngón nào, đúng không? Muốn đủ năm ngón này phải gieo đủ năm cái nhân kia. Muốn khỏe mạnh sống lâu phải sống biết yêu thương, giúp đỡ mọi người nhé. Không ác hại ai, không sát sinh hại vật, sát giết người hại vật. Muốn được giàu có phải biết sống giúp đỡ, bố thí cúng dường. Muốn được gia đình hạnh phúc phải sống chung thủy. À, muốn cho mình được danh dự uy tín, mình phải biết sống chân thành, chân thật. Và muốn được trí tuệ sáng suốt, mình phải chăm học hỏi và không nghiện ngập bê tha. Rất là dễ. Thầy thấy tất cả các con đây đều có thể thực hiện được những điều này. Đúng không? Nhá, thì thôi Thầy chúc các con này. À, này một buổi lên chùa Ba Vàng, gieo cho Thầy cái nhân nhá, để cho sẽ đợi chờ cái quả nó ra. Đương nhiên Thầy nói là nhân đã gieo thì sẽ có quả, nghe không? Duyên chúng ta tích cực là sẽ ra quả nhá, chỉ có cái là sớm hay muộn thôi. Mà Thầy tin các con còn trẻ thế này thì sẽ được hái quả sớm đấy, phải không? Chứ còn già già 60-70 mới gieo nhân thì phải đợi kiếp sau mới được có quả. Còn ngay bây giờ mà gieo là sẽ có quả. Và không như thế, các con về dạy cho con của mình này này, phải biết gieo nhân từ bé, gieo những cái nhân lành này từ bé, mình sẽ được kết quả tốt đẹp. Thế một lần nữa Thầy chúc các con hôm nay thêm kiến thức, thêm tư lương. À, cái tư lương này rất quý, nếu mình biết dùng nhân duyên quả này sẽ làm cho cuộc đời mình được tốt đẹp. Và đặc biệt Thầy cầu chúc cho các con cái chuyến đi lao động, hợp tác tới đây, nghe không? Sẽ được nhiều may mắn khi các con có duyên lành với Phật và làm được nhiều việc tốt, giữ được hình ảnh của người dân Việt Nam đối với quốc tế, nghe không? Mọi người ta yêu quý Việt Nam, thấy người dân Việt Nam có đạo đức và rất chăm chỉ. Đó, và mong cho các con gia đình tương lai được tốt đẹp. Tâm hồn đến đen 9 phần là chỉ cần xin một phần còn lại thôi, cho một chút sáng thôi. Đấy, giữ lấy một chút gì đấy, nghe không? Các con ở Huế có cái bài hát ở Huế rất hay. À, hãy giữ một chút gì rất Huế em ơi, đấy người dân Huế đi đâu thì đi. À, làm gì thì làm nhưng mà hãy giữ lấy một chút Huế này. Hãy giữ lấy một chút gì rất Huế em ơi. À, cái bài hát ấy rất hay. Thế chúng ta cũng thế, nghe không? Thầy cũng mong các con hôm nay đi xuất khẩu lao động ở Nhật đó. Các con cũng thế, hãy phải giữ một chút gì để mình là người Việt Nam. Vì gần đây Thầy cũng xem trên tin tức cũng có nhiều một số bà con mình đi lao động xuất khẩu ở các nước, rồi xảy ra cũng những cái chuyện nó tai tiếng để ảnh hưởng đến cả những quan hệ của hai nước nữa. Các bạn, các con nhớ mình ở nhà thì mình như thế này, nhưng khi ra khỏi vào cái biên giới Việt Nam mà mình cái quê hương á, nó rất là quan trọng đấy. Đi đâu sang, bây giờ sang Nhật ấy, thì gặp cái người ở tận Sài Gòn, gặp cái người ở tận Đà Nẵng, mình cũng là đồng hương, đúng không? Người cùng một nước. Và ngày xưa ca dao mình cũng câu đấy, người trong một nước phải thương nhau cùng. Nhiễu điều phủ lấy giá gương mà, người trong một nước phải thương nhau cùng. Các con đi sang Nhật bây giờ, gì thì gì các con cũng phải bảo vệ người Việt Nam mình, đúng không? Đấy, bây giờ có bọn nào sang đấy IS vớ vẩn, nó khủng bố, các con cũng phải biết bảo vệ nhau. Mình là người Việt, đúng không? Nó tấn công người Việt chẳng hạn, thế là mình cũng phải co lại với nhau. Đấy, các con thấy cái tình đồng hương, tình quê hương đất nước nó rất là quý. Thế thì đi sang đấy lao động sao, mình cũng phải giữ đấy một cái chút gì thật sự là của người Việt Nam.
Mặc dù người Nhật người ta cũng rất quý người Việt, họ với mình rất là gần nhau, cái con người Nhật ấy với mình thế, về văn hóa họ cũng là Phật giáo đó, cho nên họ cũng có cái gần gũi với mình lắm. Thế nhưng mà chúng ta đừng để họ xem thường mình, nghe không? Do những cái ứng xử của mình, do cái lối sống và làm việc của mình làm họ xem thường mình thì rất là dở. Đấy, đây Thầy nói là khi ra ngoài các con sẽ như vậy đấy. Thì Thầy cũng đã đi nước ngoài, Thầy biết sang nước ngoài mà gặp được một người Việt Nam quý lắm, gặp nhau quý lắm, vui lắm, nghe không? Rất là quý. Đấy, thế thì qua cái chỗ này để Thầy thấy các con biết là cái mái chùa nó rất giá trị. Hôm nay các con ngồi ở trong một cái mái chùa, cái ngôi chùa Ba Vàng thì cũng là một trong ngôi chùa lớn của đất nước. Cái chính điện của chùa Ba Vàng là chính điện lớn nhất Đông Dương ở trên núi đó, trên núi. Thế và cũng thưa với tất cả các con là chùa Ba Vàng các thầy thì đặt ra cái thanh quy tu hành rất là nghiêm khắc, có lẽ là nghiêm khắc nhất nước Việt Nam này. Đó, toàn thể tăng chúng tu hành vào cái nền nếp rất nghiêm khắc. Đấy, ví dụ như sông Nghĩa đây này, là ngày chỉ được ăn một bữa cơm thôi đấy con ạ. Ăn chay mà còn ăn có bữa thôi. Đấy, hôm nào mệt lắm thì Thầy cho uống sữa. Đấy, phải lao động thì nặng ấy, thì Thầy cho uống xem sữa buổi sáng hoặc buổi chiều. Còn chỉ bình thường ăn một bữa cơm chay. Thế nhưng mà rồi còn phải vào trong rừng, tối phải vào trong rừng ngủ nằm dưới gốc cây. Không được nằm giường nữa ở nhà đâu. Thầy xây chùa to này nhưng mà đến khi đến thành Đại Đức nhiều nghĩa là phải vào trong rừng nằm. Tối phải vào rừng nằm rét như đêm hôm qua cũng phải vào rừng nằm hết đấy. Một manh áo tơi, áo mưa thì vào rừng nằm, ngủ dưới gốc cây. Không phải chuyện rèn như thế, không phải dễ đâu. Đấy. Thế thì giờ hỏi các con là tại sao các thầy lại phải hành khổ mình thế? Phải không? Tại sao thế nhỉ? Sẽ có các bạn hỏi là tại sao mà các thầy lại phải làm khổ mình thế nhỉ? À đấy, đây Thầy nói các con, đấy là cái lý tưởng của các thầy đấy. Các thầy yêu thích Phật Pháp mới thế. Không yêu thích thì chả ai tội gì mà thế. Vào rừng thì còn rắn còn rết, phải không? Mưa gió bão bùng đủ thứ. Rất là sợ, rất là rét. Nhưng mà tại sao? À, là vì các thầy yêu quý Phật Pháp. Vậy Phật Pháp có cái gì mà hay, mà yêu quý thế để các thầy phải bỏ, phải đi tu như thế này? Hay giống như thầy đi tu này, nhiều người bảo thế thầy bị sao mà thầy phải đi tu? Thầy có bị thất tình không? Chán đời không? Đấy, nhiều người viết thư thầy bảo con hỏi thầy, thầy con xin lỗi thầy, con hỏi thật thầy là thầy có bị thất tình, bị người yêu đá không? Mà thầy đi tu. Thế rồi hay là thầy bị thất nghiệp, xa cơ lỡ vận? Đấy, thế thì không phải thế. Thầy là đi tu không phải trường hợp đấy. Thầy nghĩa cũng không phải trường hợp. Thầy nghĩa là cả nhà đi tu hết đấy. Thầy đi tu này rồi, vợ thầy cũng đi tu, mấy người con đi tu hết luôn. Đi hết cả nhà. Thế thì mà các con thấy nhìn thầy nghĩa, thầy đâu có phải là người không có trí tuệ đâu, đúng không? À, hay là bây giờ mình xét cái ông vua Trần Nhân Tông, ông đi tu đấy. Thế ông có trí tuệ không? Ông Huyền Quang, ông là Trạng Nguyên đấy, cũng đi tu. Trạng Nguyên rất là giỏi, văn thơ của Trạng Nguyên rất giỏi mà cũng đi tu. Và rồi bao nhiêu người nữa. Thế thì như vậy là, à, như vậy thì đúng rồi. Chắc là Đạo Phật có cái gì hay đấy, hay lắm đấy, cho các thầy mình đi tu chứ. Đấy. Và Đạo Phật đã trở thành tôn giáo lớn của thế giới. Đấy, ngày sinh của Đức Phật được cả thế giới đưa vào thành cái ngày lễ của thế giới đấy. UNESCO, tất cả Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày lễ thế giới, gọi là ngày lễ Vesak đấy. Đó, lớn lắm đấy. Mà Việt Nam mình mấy năm trước cũng tổ chức cái đại lễ Vesak ở Ninh Bình đấy. Đấy, trong các con có nào biết cái chương trình đấy, lớn lắm. Thầy cũng tham gia trong chương trình đấy. Thế thì chúng ta phải thấy là Đạo Phật hay đấy, rất hay. Và dân tộc mình có cái may mắn là được tiếp xúc với Đạo Phật, được tiếp cận và tiếp nhận Đạo Phật. Nghe? Thì thưa với các con thế này, Đạo Phật gọi là đạo của trí tuệ và tình thương, hay gọi là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ nghĩa là Đạo Phật là thấy đúng sự thật, khám phá đúng sự thật, nhận ra chân tướng sự thật của vạn vật, của thế giới, của vũ trụ này. Nghe? Các con đi học cũng thế, đi học ở phổ thông, kiến thức phổ thông để cho mình mở trí tuệ, để cho mình thấy đúng sự thật. Ngày xưa mình không học, không biết là tại sao cái một cái vật mà bê ở trong nước nó này nhẹ hơn. Ở dưới nước mình có thể bê được cả tảng đá. Thế mà tảng đá lên trên cạn là mình không bê được. Thế phải đi học. Học thì mình biết cái lực đẩy Archimedes, đúng không?
Đấy, một vật để vào trong nước nó chiếm chỗ thì nó sẽ đẩy đẩy lên mình, cho nên mình bế nhẹ. Đấy. Thế rồi là tại sao là nước đến 100 độ nó lại bốc hơi, phải không? Mình phải đi học mình mới biết. Thế thì học mới biết về điện nó thế nào. Thế thì vì trước đây mình không biết thì mình không hiểu, phải không? Mây mưa sấm chớp mình cũng không hiểu thế nào cả. Đi học thì mình biết, biết đúng sự thật. Đấy là trí tuệ. Trí tuệ tức là nhận thức đúng sự thật. À, thế thì đạo Phật là đạo của trí tuệ. Vì Đức Phật là người đã tu tập và khám phá ra cái chân lý của cái vũ trụ này, thấy hết các sự thật của vũ trụ này. Cho nên Đức Phật là bậc đại trí tuệ, cũng gọi là trí tuệ, gọi là tối thượng đấy. Đấy. À đây, các con có thích trí tuệ không? Có không? Có cho thầy chàng vỗ tay này. Đúng không? Ai cũng yêu thích trí tuệ. À, chẳng ai muốn mình lại bị người ta nói mình là người ngu, không có trí tuệ cả. Ai mắng mình là ngu hay lại bảo ngu như bò này mình điên tiết lắm, đúng không? Đấy. Mình thích là người được người có trí tuệ, thông minh, trí tuệ. À, đấy, cho nên trí tuệ là cái đối với đạo Phật là một tiêu chí của đạo Phật. Thứ hai là tình thương, hay gọi là từ bi. Từ bi là tình thương, tức là tình yêu thương. Đấy. Có trí tuệ đi đầu rồi mới có tình thương. Đúng không ạ? Cái tình thương của đạo Phật là tình thương chân thật, nó rất là quý. Đấy. Tất nhiên ấy, cái tình thương này nó cũng phát triển từ cái tình thương của các con bây giờ này. Mình biết thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em. Từ cái tình thương đấy mình nhân rộng lên, nó sẽ thành cái tình thương của đạo Phật, là tình thương rộng lớn với nhân loại, với nhân quần, với tất cả chúng sinh. Đấy là cái hay của đạo Phật. Vì có tình thương chúng ta mới giúp đỡ nhau. Bây giờ Thầy nói ví dụ như là vợ chồng anh Chính này, anh không có tình thương với các con, tức là không một chút tình thương gì, thì thôi chứ, phải không? Học xong rồi thì học, thì đi, chứ còn gì mất công tổ chức xe cộ xuống đây để nghe Phật Pháp làm gì, mất thời gian. Nhưng vì anh nghĩ đến các con, nghĩ đến các bạn, muốn cho các bạn có thêm một cái tri thức, có thêm được cái phúc duyên lành, có phải không? Thế đấy là từ tình chứ, tình thương đấy chứ. Đấy, đấy, từ tình thương. Thế đấy, phải con người sống với nhau có cái tình thương, cái tình người đấy. Cái đó là cái rất quan trọng. Cho nên trong nhà Phật nói câu gì nhỉ? Trăm năm trước thì ta chưa có mà. Đúng không? Ở đây các bạn trăm năm trước chưa một ai có mặt cả. Và trăm năm sau có lại thành không? Bây giờ từ hôm nay trở đi trăm năm nữa, bạn nào, Thầy tin ở đây là bạn nào sống được trăm tuổi là cũng hiếm lắm. Đúng không? Trăm năm nữa chắc chắn là chỗ này thành không hết. Đúng không? Có lại thành không? Cuộc đời sắc sắc không không mà. Đúng không? Cuộc đời sắc sắc không không. Sắc sắc không không tức là có rồi lại không. Có rồi lại không. Trăm năm ấy, còn lại tấm lòng mà thôi. À, một trăm năm ấy, đồng lại chúng ta là còn cái tấm lòng, là cái tình người, cái tình thương chúng ta để lại cho nhau là cái quý. Đấy. Ở trên đời cái tình thương này nó được thể hiện ở nhiều cung bậc khác nhau lắm. Nghe không? Nhiều cung bậc khác nhau, nhưng mà nó là cái tình, cái tình người. Đấy. Thế thì đạo Phật là trí tuệ và tình thương, hai cái này. Có trí tuệ để soi sáng cho mình đi con đường nó không bị vấp ngã. Giống như mình trong đêm tối, mình có đèn soi sáng mình đi. À, đấy, ô tô nào, xe máy nào cũng phải có cái đèn gắn ở đầu ô tô, đầu xe máy để soi đường. Không ai người ta để đèn đi chính mà lại để đằng sau, quay về đằng sau, phải soi phía trước. Thì trí tuệ là ngọn đèn soi sáng cho mình về phía trước để mình đi. Đấy, cho nên học đạo Phật, đến với đạo Phật là sẽ được mở trí tuệ các con. Khai mở trí tuệ cho mình. Đồng thời sau đó mình lại được mở về cái tình thương. Khi trí tuệ khai mở thì tình thương nó đi theo. Bây giờ Thầy nói anh Chính mà anh là người không có trí tuệ, và anh gọi là người mà ngây ngô đần độn, sao anh biết nghĩ ra cái cách này để cho các bạn được nhiều cái phúc duyên lành, là anh cũng phải có trí tuệ. Và đương nhiên rồi, nói thế Thầy nói vui thôi, chứ anh Chính là anh rất có trí tuệ chứ, phải không? Tổng giám đốc mà không có trí tuệ làm sao đó. Đấy, tổ chức một cái công ty thế này, cái đó là cái chân thật. Đấy, cho nên ai cũng thế con ạ. Ở trên đời này ai cũng mong cầu mình có trí tuệ và mình có cái tình thương. Một cái người không có tình thương sống khô khan lạnh lẽo ở trên đời này cũng rất khổ, đúng không? Cô độc, vì mình không có tình thương, không có tình người. Sống mình không có tình thì chẳng ai đến với mình. Mình sống mình phải biết san sẻ, biết yêu thương, biết giúp đỡ thì mọi người mới yêu quý, mới đến với mình chứ. Cũng giống như khi Thầy bước chân về cái chùa vàng này, có đúng một mình Thầy đấy. Ra một cánh rừng hoa này các con biết không?
rất là gớm. Rừng núi âm u những ngày đầu nó cũng khủng khiếp, ma quỷ ở đây cũng khủng khiếp lắm. Ma đến trêu thầy đấy chứ, tối ngủ nó làm cho mình giống như dựng mình đứng dậy này. Gần như là mấy tháng đầu thầy không ngủ được đó, căng thẳng lắm. Đấy, nhưng sau mình đặt quyết tâm, cái lý tưởng của thầy là thầy sẽ xây dựng cái khu này thành một cái tùng lâm, một cái trung tâm Phật giáo lớn để độ thật nhiều người được kết duyên Phật pháp, được hướng thiện. Thầy đã phát nguyện là dù thầy có chết ở đây cũng bỏ xác đây cũng không sao, cũng sẵn sàng. Thầy thưa với các con là sau khi mà thầy phát nguyện như vậy, thầy ra trước bàn thờ Phật, thầy phát nguyện thế, tất cả những cái chuyện ma quỷ nó êm luôn, từ đó im luôn. Bắt đầu họ nhát thầy đấy, tức họ gọi là dọa thầy đấy, tưởng thầy chắc là dọa là sẽ sợ. Bình thường nếu như thế là sợ đấy, mấy tháng liền gần như thầy không ngủ được, mất ngủ liên tục, đêm nó làm những chuyện thế, căng thẳng làm cho đầu mình nó cứ ong lên, sẽ bỏ đi chứ. Nhưng thầy bảo nếu mà tôi chết luôn, không sợ, phát nguyện Phật. Đấy các con thấy, không phải đơn giản. Thế cái đấy vì thầy có cái hoài bão của thầy. Khi mà thầy ở trong trường đại học, thầy còn đang giảng viên, thì thầy nghiên cứu đạo Phật. Thầy thấy đạo Phật quá hay. Nói thật, thầy nói thẳng, đạo Phật là con đường đi đến chân lý luôn đấy, chứ không phải đâu lạ nữa. Thầy dám tuyên bố với tất cả các nhà khoa học như vậy. Đạo Phật là con đường dẫn chúng sinh đến chân lý, chân lý tuyệt đối. Cho nên thầy dấn thân thầy đi. Và thầy rất là yêu mến đạo Phật. Bây giờ thầy sinh ra cái tâm là mong mỏi ai ai cũng thế sẽ được có duyên Phật. Bất kỳ ai gặp thầy thì trước sau gì cũng sẽ có duyên với Phật. Đấy, hôm nay tất cả 168 bạn đây hôm nay có duyên gặp thầy Thái Minh, rồi các con cũng sẽ có duyên với Phật. Kể cả những người mà đã theo các tôn giáo khác, Công giáo, Tin lành thì khi gặp thầy rồi cũng sẽ có duyên Phật hết. Đấy. Thế thì thưa với tất cả các con thế này, đạo Phật hay lắm. Hay vô cùng hay. Mà cái đầu tiên mà Đức Phật phát hiện ra được khi trí tuệ của Ngài khai mở, Ngài phát hiện ra là cái luật nhân quả các con ạ. Không? Luật nhân quả. Trong triết học chúng ta cũng nói đến luật nhân quả. Nhưng mà cái luật nhân quả của triết học ấy thì mới nói đến ở trong cái lĩnh vực vật chất xã hội chúng ta thôi. Chứ còn luật nhân quả của Phật là bao trùm với tất cả, cả thế giới vô hình tâm linh đều có luật nhân quả hết. Luật nhân quả là một quy luật chung của cái vũ trụ này. Không ai ra ngoài được luật nhân quả. Không một ai ra ngoài luật nhân quả. Tức là chúng ta gieo một cái nhân gì, nó sẽ ra cái quả, kết quả. Nghe? Đấy gọi là nhân quả. Ví dụ hôm nay ấy, mình gieo hạt lúa, hạt mạ xuống, kết quả 3 tháng sau mình được bông lúa. Đấy là nhân và quả. Nghe? Hôm nay các con chăm chỉ học tập vào, đến hôm là sát hạch đủ điều kiện, được đi, đấy là kết quả. Bây giờ mặc dù là mình đã đóng lệ phí các thứ hết rồi, nhưng mà chả học hành gì cả, và học tiếng cũng không học, không biết gì cả, kỹ thuật không học. Ví dụ có phải sát hạch không anh Chính? Có phải kiểm tra phải sát hạch? Nếu sát hạch không được thế nào? Đấy cũng là quả, vì mình lười không học thì quả là mình không đủ tiêu chuẩn để đi. Giống như con học phổ thông thế, lười học, không chịu học hành gì, không có kiến thức, mà lại cứ mong cái nhân, mình gieo cái nhân là lười, mà lại mong là có quả sẽ thi đỗ. Không có. Cái nhân là chăm chỉ, mà cái quả là đỗ còn khó đấy, chứ không phải là chuyện nhỏ đâu. Tại vì nhân, từ nhân đến quả nó còn phải có duyên nữa. Các con nhớ không nào? Nhân rồi còn duyên. Ví dụ mình có hạt mít là nhân, gọi là hạt nhân. Từ cái nhân này muốn ra được cái quả là cái quả mít thì chúng ta phải gieo xuống đất rồi phải tưới tắm, bón phân, làm cỏ, rồi bắt sâu, thì cái hạt mít nó mới nảy mầm ra cây mít, rồi nó mới trổ ra quả mít được. Thì đấy gọi là hạt mít ra được quả mít. Đấy là nhân quả, đúng không? Thế nhưng bây giờ các con có cái nhân là hạt mít rồi, nhưng mà lại gác nó lên trên gác bếp ấy, thì nó có ra được quả mít không? Không có, đấy là thiếu duyên. Nhân thì có, nhưng mà duyên không có. Cho nên nhà Phật gọi là nhân, duyên và kết quả. Có nhân phải có duyên mới có kết quả. Đây, bây giờ các con thì cũng có cái nhân là muốn đi chùa, nhưng mà vào cái công ty mà không phải là vợ chồng anh Chính, anh chị cũng chẳng có tin với Phật Pháp gì cả, thì làm gì các con được đi lên chùa mà nghe thầy nói chuyện thế này. Đấy là cái duyên, thiếu cái duyên, nghe không? Đấy. Thế cho nên là nhân và duyên tạo ra kết quả. Các con hãy học kỹ cho thầy cái chữ nhân, duyên và kết quả.
Có nhân phải đủ duyên nữa mới ra kết quả. Nhá, hôm nay Thầy nói đây là bài học hết sức đặc biệt của Phật giáo. Cái nhân duyên và quả các con ứng dụng vào trong tất cả mọi việc của đời sống mình. Thế Thầy nói kể cả trong tình yêu, mình thì yêu anh ấy lắm rồi đấy, nghe không? Đấy là hạt nhân, mình yêu anh, nhưng mà không có đủ duyên, không thành tựu được cái tình yêu với anh ấy. Không phải tạo duyên, thứ nhất là mình cũng phải làm duyên, yêu anh thì yêu nhưng cũng phải làm duyên đó, phải không? Cũng phải duyên dáng một tí, đi qua anh cũng phải duyên dáng một tí chứ, đi qua mặt trước mặt anh ấy mà lại cứ cứng đơ ra thì Thầy nói làm sao mà anh ấy thích được, đúng không? Đây Thầy nói vui nhé, Thầy nói vui. Cũng phải làm duyên một tí đấy, cái chữ duyên nhà Phật nó này đấy. Đi trước mặt anh, mình muốn coi như là tấn công anh này, thì đi trước mặt anh phải làm duyên chứ. Thôi với người khác không làm duyên, đi trước mặt anh, có mặt anh là phải làm duyên tí. Đấy là duyên đấy. Nghe không? Thế rồi phải nghĩ ra các cách thế này khác để tiếp cận. Thế đấy là Thầy nói là duyên nhé. Mình yêu anh là thật rồi, trái tim mình rung động rồi. Nghe? Nhưng mà bây giờ không tạo duyên thì trái tim đập mãi cũng mỏi rồi, cũng phải thôi chứ, không thành tựu được. Đấy, cho nên các con nhớ, cái gì cũng thế, có nhân xong là phải tìm duyên. Nghe không? Bất kể một việc gì, có đủ nhân, duyên thì sẽ thành tựu. Các con muốn cái việc gì thì phải có đủ nhân và duyên. Nhân mà có rồi thì lại phải tạo duyên nữa. Nghe không? Sau này cũng thế đấy, cả cuộc đời các con là trong chuỗi nhân, duyên và quả đấy. Không học cái này thì không bao giờ làm được. Và khi các con học cái này thì sẽ làm cho mình mở được trí tuệ nha. Khi làm cái gì, xét là nhân mình đủ chưa, những cái điều kiện cần đấy gọi là nhân đủ chưa, và điều kiện đủ nữa tức là duyên, cho thêm duyên vào đó được chưa, nghe không? Bất kể một việc gì các con cũng xét cho Thầy như thế, nhân duyên đủ chưa, nhân duyên đủ là chúng ta thực hành sẽ thành công chắc chắn 100%. Cũng giống như các bác học đó, ở trong phòng thí nghiệm, người ta muốn thí nghiệm cái phản ứng này phải cho đủ liều lượng cái chất này bao nhiêu, chất kia bao nhiêu nó mới sinh ra cái phản ứng hóa học có kết quả như vậy, đúng không? Thầy nói giữa phản ứng hóa học giữa gì axit với này cả sút chẳng hạn, với kiềm đấy, nếu quá thì nó thành cái chất này, thiếu là thành chất kia, đúng không? Cho nên nhân và duyên nhé, hôm nay các con nghe cho Thầy, nhớ cho Thầy ba cái chữ nhân, duyên và kết quả. Nhân duyên quả, gọi là nhân duyên quả, nhớ cho Thầy và ứng dụng nó vào mọi việc trong cuộc sống. Ở chùa các Thầy, tất cả các sư học thuộc lòng cái này, và mọi cái đều phải ứng dụng trong cuộc sống hết, từ cuộc sống cá nhân của mình, cuộc sống gia đình vợ chồng, rồi đến dạy con dạy cái, rồi cuộc sống sự nghiệp công danh của mình, các con đều phải dùng nhân duyên và quả hết. Không đủ nhân không được, không đủ duyên cũng không được, nghe không? Phải làm sao tạo cho đủ. Đấy. Và cái người khéo làm việc để thành công là người phải tạo được nhân và tạo được duyên. Nghe không? Thầy nói như Bác Hồ chẳng hạn, Bác không khéo làm nhân duyên làm sao thành công được những các cái cuộc kháng chiến của mình như vậy. Vua Lê Lợi không khéo tạo những cái duyên không thành công được. Và Quang Trung Nguyễn Huệ cũng thế, rất là đặc biệt. Đấy. Thầy Lý cũng thế, Lý Công Uẩn thế, lên được ngôi đâu phải chuyện thường đâu các con. Đều là một tay của Thiền Sư Vạn Hạnh đấy. Ngài sắp dựng và tạo nhân duyên. Nghe không? Tạo nhân duyên. Cho nên các con nhớ Thầy, xét nhân này, cái người giỏi, người trí tuệ cũng là người biết nhân và biết duyên. Đấy, thì các con phải học bất kể làm một việc gì. Các con dự kiến định làm việc này, xem nhân của nó được chưa? Xem duyên của nó đủ chưa? Nhân duyên đủ rồi, tiến hành. Nghe không? Sẽ thành công. Ta thực hiện đúng như thế nó sẽ thành công. Bất kể việc gì trong đời, đủ nhân, đủ duyên sẽ thành tựu. Đó, đấy là cái điều rất là đặc biệt mà Đức Phật phát hiện. Gọi nhà Phật cũng gọi là nhân quả. Trong nhân quả là có chữ duyên ở đấy. Nghe không? Từ nhân đến quả là phải có cái duyên. Đó. Thế thì hôm nay các con thấy là nhân quả là một lẽ thật. Đó. Không phải chuyện nhỏ. Đấy. Thì bây giờ chúng ta vận dụng cái nhân quả trong cuộc sống thế nào? Và Đức Phật chỉ cho chúng ta những cái nhân quả căn bản thế nào? Thì thưa với tất cả các con thế này, Đức Phật nói này, trong đời sống con người chúng ta, nhất là một người sống ở tại gia như các con, có 5 cái nhân quả chúng ta phải lưu ý nhé. 5 cái nhân quả này nó ảnh hưởng ngay cuộc sống của mình này, và các con thực hiện cho Thầy nó sẽ được tốt. Ai trên đời cũng mong muốn mình được sức khỏe, khỏe mạnh và tuổi thọ, đúng không? Sống lâu.
Chẳng ai trong các con mà muốn mình bệnh tật để chóng chết cả, nghe không? Không ai muốn. À, ai cũng muốn con được sống lâu, được khỏe mạnh. Sống phải khỏe, sống ngày nào thì phải khỏe, chứ sống mà cứ giặt dẹo thì không ai muốn cả. Thế thì Phật mới thấy, à, cái nhân quả để được cái tuổi thọ sống lâu và sức khỏe này này là người này phải sống có lòng từ bi thương yêu. Cái người nào sống cô độc ấy là hay chết sớm lắm nha. Tâm tính khó khăn cô độc là người này hay bệnh tật phải chết, mà đúng bác cáo bác sĩ đã phân tích như thế. Nha, cái người cô độc ở đây thầy nó chỉ trừ các thầy đi tu làm việc các thầy khác rồi nha. Các thầy đi tu là các thầy cũng sống độc thân đấy, nhưng mà các thầy khác, còn người bình thường ở trần gian sống cô độc là hay sinh bệnh tật, mà cũng không được thọ mà nha. Vì nó bệnh tật, nó cô đơn, nghe không? Nó sinh bệnh sinh tật đấy chứ, phiền não đấy. Chứ còn cái người mà biết yêu thương, biết giúp đỡ mọi người thì người đấy thường khỏe mạnh, sống thọ, không ác hại mọi người đấy. Thế thì cái này Phật mới đưa ra trong cái nhân quả là, cái nhân quả là không được sát sinh, con ạ. Hại người, giết người, hại vật là cái nhân để sinh ra cái kết quả của mình là bệnh tật và giảm thọ, nghe không? Đó, nếu các con muốn sống khỏe thì lại phải biết yêu thương người, quý vật đấy, thì sẽ được tuổi thọ, nghe không? Được tuổi thọ đấy, được sống lâu, được mạnh khỏe đấy. Các con nhớ này, cái thân thể mình khi mình được yêu thương ấy, nó khỏe mạnh, nghe không? À, nó khỏe mạnh lắm, nó có cái năng lượng rất là khỏe mạnh. Thế đấy là lẽ chân thật nhé. Thì đây là một cái nhân duyên quả đấy. Thế giờ nhân, bây giờ các con muốn cho mình, cái tâm mong muốn mình được sống thọ thì các con bắt đầu phải tạo duyên, phải giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia, sống quan tâm đến mọi người, đừng sống ích kỷ. Cái người sống ích kỷ chỉ lo biết mỗi mình thôi thì người ấy sẽ bị cô độc. Đã ích kỷ thì không ai muốn gần mình nữa rồi. Vì ai đến với mình cũng chỉ lợi tính, lợi mỗi lợi mình, không biết không? Phải biết làm sao lợi mình và lợi cả người, lợi cả hai. Đây mới là người biết sống nhé, đúng không? Bây giờ tất cả cái xu thế phát triển của thế giới nó phải đi vào cái chỗ hợp tác, hai bên cùng có lợi. Chẳng có anh nào chấp nhận chỉ một mình anh lợi để cho người khác thiệt cả. Xu hướng phát triển chúng ta phải thế. Thôi phải chơi với nhau, phải chơi với nhau, hai bên cùng có lợi. Chứ nên đừng mỗi anh lợi tôi không bị thiệt thì tôi không chơi đâu. Chẳng ai ta ngu bây giờ như thế, được không? Thế thì chúng ta cũng thế nhé. Vậy ở đây để có cái quả là các con được khỏe mạnh này, được sống lâu này, và bây giờ chúng ta phải gieo cái nhân nha, gieo cái nhân yêu thương, quan tâm săn sóc mọi người, giúp đỡ mọi người. Sống ở đâu thế? Thầy nói cái người ở đâu mà biết sống giúp đỡ mọi người, biết mình vì mọi người, người ấy bao giờ cũng được yêu quý nha. Mọi người yêu quý, mọi người giúp đỡ. Mà người ta nói thế này, giàu vì bạn, sang vì vợ đấy. Mình có bạn bè mình sẽ giàu, đúng không? Đấy, mình có bạn. Bây giờ thầy nói các con vui là được sống trong một cái lớp này, có thể ở với nhau mấy tháng thôi, sinh hoạt với nhau mấy tháng, nhưng cũng có một trăm mấy chục bạn. Ít ra nên là mình có một trăm mấy chục bạn. Và làm sao mà tuần này bạn tuy mấy tháng gặp nhau ở trong cùng công ty Habico thôi, nghe, cùng đào tạo đi, mà được thân với nhau, rồi sau này trở thành người bạn tốt, giúp đỡ nhau. Đấy là giàu ở chỗ đấy đấy. Nhé, quý lắm đấy. Thầy nói, thầy sở dĩ thầy lắm bạn là vì sao? Thầy học phổ thông, thầy cũng chơi với bạn tốt. Đến vào đại học, thầy cũng sinh viên, thầy cũng nhiều bạn tốt. Lúc ở lại trường, thầy làm giảng viên. Bây giờ cả trường kinh tế với thầy là bạn thân, rồi lây đến cả bộ đại học với thầy. Rất thân tình, bộ giáo dục. Thì đâu mình có bạn đấy. Đấy, thế mình giàu cái chỗ đó. À, nhá, thế mình phải sống tốt, mình sống chân thành với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mình sẽ được cái kết quả, mình vui vẻ, khỏe khoắn, sống lâu. Nghe không? Chết còn có nhiều người ta đến viếng, thầy nó buồn. Mình chết chả có ai đến viếng thì tức là chết cũng không yên. Nào, nhá, đấy là cái nhân quả thứ nhất. Cái nhân quả thứ hai Phật dạy